anh đưa cho anh Thanh rồi, vậy là ok đó ha, kho nha được mà. Dạ. Anh ví dụ trong cái chương trình đó, anh muốn là với cái một vài ca sĩ khách mời hát chung với anh là ai, anh nói cái gì được em mời. Dạ. Ví dụ hát mà cũng có liên quan. Bây giờ anh muốn hỏi em ở Thạch Thảo được không? Hay được, à? Dạ được. Ở Thạch Thảo nó từng hát cho băng bài. Ê, Thạch Thảo hầu đó hát cho anh bài gì không? Bài bé một nhành cây trứng cá. Ồ, bài đó hát lại hay à? Mà chắc bà đã nhớ. Ừ, dạ. Em liên hệ Thạch Thảo đi. Nếu mà hát cho xong ca cái bài đó cũng khổ đó. Cái bài nhành cây trứng cá nhiều anh em yêu cầu thích bài đó, anh Văn hát cho Thạch Thảo. Dạ. Nhắc hay quá đi. Bé này nghĩ tới Thạch Thảo hay quá. Mời Thạch Thảo đi. Mời Thạch Thảo rồi một người nữa đi. Đẹp một người nữa để chú Văn coi. Bây giờ em muốn có người đó có tiếng hay là người đó lọc trò bình thường? Tập thì hỏi chứ em có câu chuyện sẽ hay hơn. Hả? Có cái câu chuyện giống như vậy. Bây giờ anh muốn, anh nói bé là trong gia đình này anh muốn được một cái bài mới viết của anh. Lấy cái đàn anh. Anh kể với em. Hồi đó anh thích cái miền đất miền Tây mình, đó là anh thích cái thằng Bạc Liêu. Cho nên là Bạc Liêu là vùng đất mà nổi tiếng về ê, Cao Văn Lầu, ông tổ của Cải Lương. Cải Lương, rồi công ty Bạc Liêu. Dạ. Cho nên là anh tính là cái bài này trong cái chương trình thôi em, anh đưa vào anh hát xong ca giống bữa học trò. Bây giờ anh biểu diễn sơ cho Điền, anh em mấy đứa trong chương trình nghe chơi nè. Dạ, được. Xuống xuống Bạc Liêu trời ơi em ơi, sao em đưa xuống Bạc Liêu mà nó trời nó đẹp dữ vậy trời ơi. Điền ở bên kia rừng tràm mà trời ơi, rồi có hai cái cô mà trời ơi tóc bà ba của cái cô nào cô họ gì em, họ Bạc Liêu hả, trời ơi nó hay quá, chắc cái kiểu này thì em mới rước anh về Bạc Liêu thôi em ơi. Xuống Bạc Liêu nghe câu giọng cô Cao Văn Lầu ai cũng nhớ tên, gành hào sông nước mênh mang, ghé chùa Sim Cán chấp thấy nguyện cầu. Về nhà công tử Bạc Liêu, đốt tiền luộc trinh nhớ thời giàu sang. Nghe bài già cổ Hoài Lang, đàn ca tài tử. Tài tử sao anh ơi? Đàn ca tài tử tình người Bạc Liêu. Đó, ví dụ anh đâu, ở mình đã. Bé một đó anh tính vậy, giống như bài văn câu á. Dạ. Anh tính là anh cái bài này anh sẽ viết thêm cái phần thoại. Dạ. Hai đứa giống như cái cô ba gái này là ở dưới Bạc Liêu. Dạ. Rồi cái dạ. Cái đưa anh xuống dưới đó. Rồi anh cởi chuyện đường tràm, nói em ơi thôi mình đi thôi. Dạ. Ờ thôi đi thôi chứ sao giờ, đi xuống Bạc Liêu thôi. Xuống đâu anh ơi, xuống Bạc Liêu. Đây anh bài mới viết của anh Văn. Thì anh tính là để một cái món quà mới cho cái chương trình là một bài mới nhất của anh, thì anh sẽ mời thêm đứa học trò nữa. Yeah. Thạch Thảo thì hát bài nhìn cây trứng cá. Yeah. Còn bài này là bài sáng tác của anh. Yeah. Anh có ba giai đoạn, anh nói em á, giai đoạn nàng thùng là giai đoạn mưa bụi. Yeah. Rồi nên đưa cái bài này vô giới thiệu tặng cho bà con miền Tây luôn. Ồ hay đấy. Quá. Yeah. Đúng không? Yeah. Đấy. Thì học trò anh tin mà Mai, anh tính là về Mai Yến Chi, bé đẹp. Mai chị nó đẹp lắm. Em biết Mai Yến Chi mà lên mạng coi nó đẹp. Yeah. Đó, Mai Yến Chi. Mai Yến Chi. Dạ. Mấy đứa mời, bên Chi thì tụi em mời nha. Dạ. Bảy Chi đi, mấy mày anh Chi, anh có số. Lại đi. Nó lại Thảo mày anh Chi. Con bé này đó, nó diện giống gì ấy, anh nói nè. Chất chất nó dân ca, nó hát. Nghe tên quen quá ta, mày anh Chi nghe quen chứ sợ. Ê, chất dân ca, nó hát mấy bài dân ca ok lắm. Đẹp đấy. Lắm không? Nói chung là anh Đình Văn mà nói là đẹp là đấy. Siêu đẹp. Điền ai đi? Đẹp. Dạ thưa anh. Em lên mạng YouTube thấy liền. Anh Sơn của ông anh cũng làm ở đài. Ở đài. Dạ. Ừ, chào Sơn. Bắt tay ra. Cũng thôi bữa nay cũng thôi mày, bữa nay mày thương tao đừng cho tao biểu diễn nữa nha, đúng không? Dạ hả? Thôi bữa nay là đây là cái chương trình riêng. Dạ, còn mai mốt là hy vọng là em sẽ mời được các anh chị để mình có cái sân khấu để mà các không ý là nói là nãy giờ là mình chi đây là một tư liệu đó. Dạ. Rồi khi rồi mình cho vài cái lên không? Hiểu không em? Dạ. Quảng cáo trước chương trình sắp tới cái số của Đình Văn này đúng không? Đó cho dạ, năng dạ, thùng này biểu diễn đó, lấy mấy cái tư liệu nhỏ đó đúng rồi. À cái này anh kể mày. Dạ. Mấy bé này nói anh chú Văn nghe chừng, chú Văn chưa có bao giờ làm live show đó. Anh nói đúng, anh kể em nghe, hồi xưa đó, cách đây mười mấy năm, tổ nghiệp đó, có anh em bên đài VTV4 mà người ta, anh Văn à, theo cầu của Việt Kiều,
mà Tâm muốn anh Đình Văn có mặt làm thử một cái chương trình cũng 70 phút giống này ở trên đài. Mà em biết không, anh là một cái người sống khép kín, anh không phải là người không thích, giống như con tim anh nó kỳ lắm. Lúc đó anh không có hứng, không cảm hứng, buồn. Tôi thấy người ta làm live show tùm lum, mà lúc đó live show thì anh thấy là thật sự ra những cái người mà đẳng cấp làm thì em nói, nhưng mà có những em mà mới vài năm mà cũng làm live show, rồi riết cái chữ live show nó mất đi cái giá trị của âm văn hóa âm nhạc. Thấy anh buồn thôi anh không làm luôn, anh không làm. Rồi cũng có anh em, đặc biệt là có một cái anh em bên đoàn phim, cái đây cũng mười mấy năm tốt nghiệp, cứ tới anh Văn ơi đóng phim đi, em làm một cái anh em cho anh vô gia thầy giáo hay lắm, trời hiền ôm đàn với anh và thầy dạy hay lắm nha. Mà anh nói thôi em ơi, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Bây giờ anh là ôm đàn, anh hát, anh sáng tác nhạc, anh biết hát. Còn anh đóng đâu có được, anh đâu có biết đóng thôi em. Chỉ anh đóng được cái văn câu với chị Tài Linh thôi à, còn mà ra đóng được gì đâu. Thật sự anh không đóng, vì đó là vì anh là cái người không có ôm đờm. Anh muốn là người ta nhớ tới Đình Văn là nhớ tới một cái đàn thùng, những bài hát quê hương đậm đà vậy thôi. Chứ anh không muốn là nhảy hết cái này tới cái kia. Rồi đợi tôi bẵng đi, rồi cũng các mấy anh em công ty tao mời, tao nói là Văn tụi em bỏ ra hết, bỏ ra tiền hết rồi làm live show cho anh, để giới thiệu anh. Thì lúc đó anh thấy đời sống âm nhạc lúc đó nó sau live show nhiều quá, lộn xộn quá. Anh buồn, anh nói thôi em, thôi anh tâm hồn anh sao kỳ quá. Lúc đó thì anh kể nghe, thì sau đó thì Hữu Minh rồi anh em bên Thần Tượng Bolero mời anh chấm thi và mấy cái chương trình, thì anh tham gia, anh nghĩ mình cũng nên tham gia để mình truyền đạt cái tình yêu của mình về âm nhạc cho anh, cho lớp trẻ. Thì rồi có mấy mời chương trình cũng mời nữa mà không có, anh thấy không được, rồi anh thấy nó không đúng với cái tâm hồn anh đó. Đúng thì mới nhận lời, chứ không phải cứ mời là anh nhận đấy. Thì cho đến khi mà bé này nó gọi, nó nói chú Văn ơi, tụi con hát V7 muốn mời chú làm một chương trình cái tên là Dấu Ấn Huyền Thoại. Thì anh xin lỗi, bốn chữ đó không là đó làm anh cảm thấy là xúc động và là cảm thấy muốn tham gia. Là vì chữ dấu ấn một con huyền thoại nữa thì anh mới nhớ lời anh có mấy thằng bạn mỗi lần đến anh phòng trà anh chơi. Thì lúc nào khi mà chơi đó, thì anh em bắt tay anh Văn ạ. Thời gian có trôi đi, bây giờ lớp trẻ lên rồi. Nhưng đối với tụi em, anh là một huyền thoại. Thì anh sực nhớ là những cái câu nói mấy thằng bạn anh và cái lời mời của bên tụi em. Hay quá người ta chữ huyền thoại hay quá, anh nghĩ thôi. Bây giờ tuổi mình cũng đã cần phải có một cái dấu ấn rồi. Để một cái kỷ niệm như em nói Điền, anh cảm ơn các em. Có một cái gì đó để gửi đến khán giả, để những cái thế hệ, những anh em nào đã từng biết thấy anh thì sẽ không quên cái chương trình này. Và xin cảm ơn các em đã mời anh Dấu Ấn Huyền Thoại. Chữ hay quá. Thật ra là em tin chắc rằng là rất nhiều khán giả đó. Anh Sơn nay sáu mấy luôn, hay quá, sáu mươi mấy là em Sơn em Dấu Ấn Huyền Thoại sẽ... cái chữ hay lắm luôn. Đấy, cái thế hệ này mà khi mà anh nghe nói là chương trình mời cả chị Bạch Tuyết, ôi anh ngưỡng mộ chị Bảo Yến, quá hay luôn. Nếu các em làm được đó được thì anh dám nói là cái chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại này nó thật sự của anh gọi là nó đảm bảo về vấn đề chất lượng văn hóa, chất lượng nghệ thuật, và nó là một cái điều để tôn vinh lại những cái ta gọi là những huyền thoại âm nhạc của Việt Nam. Chính xác luôn, hay quá. Các em đã nghĩ được cái ý này rất hay, anh nghĩ là khán giả sẽ ủng hộ. Anh nói cái huyền thoại, em nhớ anh còn có một bài đó, Huyền Thoại Mẹ. Đêm trong đen ngồi nhớ. Đêm trong đen ngồi nhớ Cẩm Vân. Là đó, anh hát siêu hay luôn. Đó. Bài Thành Phố Hồ Chí Minh của Phan Nhân. Ồ, khỏi nói, bài đó là khỏi chê rồi. Rồi. Có rất nhiều bài. Sơn, bài đó đúng rồi, chắc là bữa đó phải chơi bài đó rồi, chơi bài đó dâu đúng rồi. Bữa đó phải thâu chút thâu bài lại bài Thành Phố của tôi. Thanh Điền. Mà giới thiệu em là mỗi lần. Bài đi. Sơn, mỗi lần mà anh hát cái bài mà Thành Phố của tôi đó, mấy đứa biết không, là mỗi lần ôm đàn hát đó, mấy lòng mình muốn xúc động mình rưng rưng luôn á. Mỗi lần hát bọn anh tự hào về thành phố. Giao lưu bài kỷ niệm. Trời, mấy cái này là sau này anh em mình không có dịp đâu. Ừ, ngồi đây. Ngồi đây. Đưa cái đàn cho anh Điền giao lưu. Một bài đi, giao lưu một bài. Đúng. Bài đi chứ. Thanh Điền là lớn tuổi hơn Bửu Điền luôn. Thấy anh đánh nhạc cái bài mấy. Là tự nhiên cái yêu nhạc liền đúng không? Ổng á. Đó. Dạ. Nhớ xoay dây lại nha. Xoay dây khác. Không của ai. Bây giờ anh lên vậy mình đàn là gì luôn chứ. Vậy luôn hả? Dạ. Okay. Này là nghe guitar, nghe ngón đàn anh là ngứa nghề liền. Không nổi không? Đó vậy. Rồi bài gì anh? Ủa anh hát hả? Bài đó. Anh,
một đoạn đó anh, một đoạn bây giờ. Bây giờ anh không, bây giờ cho anh để anh hát cái bài, một bài cho anh ấy đoạn. Anh muốn hát, bây giờ hát một bài Trần Thiện Thanh đi. Dạ. Vì sao? Vì Thần Thanh là một cái người giống như người anh á, không? Chờ anh lấy cái trong cái lời quen lâu quá rồi, anh xin lỗi. Để cho anh Điền đánh cho Văn hát bài này cho dễ nha. Đi ha, chờ tí nha. Bây giờ để Văn chọn bài. Ê, bài không bao giờ ngăn cách được không ta? Anh về với em rồi mãi lại đi. Ủa bài khỏi nói đúng không? Chờ 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 chút xíu. Ủa cái bài này anh thích lắm. Không bao giờ ngăn cách. Cái bài này là một bài. Một bài này để nói lên cái bolero của cái nó là hơi Rumba Cha Cha. Không bao giờ ngăn cách nào. Chờ tí nha. Lời bài hát nào. Lyric. Vì mi một là mi, hai là rê anh Điền. Yeah. Mà lần đầu tiên là Văn đó, anh thử anh hát từ này, bây giờ lần đầu tiên là có người đánh cho anh hát với ghê cho nó. Ai? Rê hả? Rê chẳng lên có bằng cái gam đô mình không thấm ghê. Tại vì nãy giờ anh hát cái bài đó, cái gam đó mà. Phải không? Rê ha. Rê. Rồi. Anh về với em rồi mãi lại đi. Đường xa mang theo bao nhiêu tình ý, viết tên người yêu lên ba lô nắng chiều. Đêm quân hành dần chân đôi hoa tím, nhớ xưa đôi mình hẹn nhau mà sao sáng đâu bằng đôi mắt em. Chúng mình cách xa mà vẫn gần nhau, tình yêu không mau phai như màu áo. Dẫu cho thời gian đem tâm tư vào nhớ, lá rơi gọi mùa thu về sân mưa, vẫn không bao giờ, không bao giờ ngăn cách đâu em. Không bao giờ, không bao giờ ân tình lại vỡ đuôi. Một người đi nghe thương sao thương nhiều quá, dáng một người em xinh sao quá xinh màu mà. Không bao giờ, không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi, một đời hoa không khi nào hai lần nữa, trái mộng còn trinh nguyên khi đón anh trở về với em, với em rồi anh lại đi. Thì đôi tim non không xa vạn lý, áo anh nhuộm phong sương nhưng quê hương đẹp đi, lối chẳng đầy tình em còn soi sáng, sẽ không bao giờ, không bao giờ ngăn cách đâu em. Sẽ không bao giờ, không bao giờ ngăn cách đâu em. Đến nào. Bây giờ chơi thêm bài nữa đi. Bùa đông của anh luôn. Đó, bà đông ở lỡ bài này nó cho phát thì có bùa đông của anh không? Bùa đông của anh nha. Lời bài hát bùa đông của anh. Bài này cho anh. Cho anh. Bài này hay chứ, em thấy hay chưa? Dạ. Cái bài này, cái bài bùa đông của anh nhé. Cho chứ, đúng không anh? Không bao giờ ngăn cách được bùa. À, lời bùa đông của anh nè, chờ tí lấy cái lời được không? Không bao giờ ngăn cách được.
Bạn này, Đặng Thanh là em lớp đàn anh của anh. Dạ. Anh học trường, họ đã học tiểu học ở Phan Thiết á, ở tiểu học đường Phan Bộ Châu thì anh ảnh học trường Phan Bộ Châu, trường trung học. Dạ. Đó. Pha đây nha. À. Pha nhưng mà. Dạ pha được anh. Dạ. Đồng của anh. Mùa đông của anh. Đây là anh nói anh Nhật Trường là biết sao em? Anh Nhật Trường là một gọi là chuyên về cái dòng nhạc trữ tình mà nó cái kiểu này của sinh viên, yeah, học sinh rồi thích lắm. Yeah. Nghe nào em dưới. À, son được anh, son được, son cũng được. Son cho dễ đó. Nghe nào. Yeah. Ok, son ha. Rồi, tặng anh em bài anh em hát 7 nha. Bài mùa đông của anh nha, bài hát rất là lãng mạn nha. Ồ, mày nhớ một thời ôm Đặng Phùng. Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ai. Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy. Em đi đi, người điên không biết nhớ vợ, người say không biết buồn. Những cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý, nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng hay tình nghi. Như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẻ loi. Trời lập đông chưa em cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui, để mặc anh lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới. Đêm chia ly em về đường khuya em bật khóc. Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc. Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian? Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian? Bài này là biết mà. Quá đã. Mở đàn, mở đàn. Dạ. Cái đàn anh tặng anh mở đàn tiếp, em vào đây, anh mở đàn. Bây giờ anh tặng anh em hát T7 một bài mới biết quanh băng bài. Bài này là bài mấy thằng bạn nó có đòi xin chép bài không mà. Dạ. Anh kể mấy đứa nghe. Ngày xưa gọi là ngẫu hứng luôn. Ngày xưa thời xưa quanh băng á. Có lần anh đang ở phòng trà thì có một cô bé, một cô đoạt giải về Hoa Khôi. Dạ. Xinh lắm, có cái răng khểnh đẹp. Cô nói, cô nghe anh nói mấy bạn nói là ê mai anh đi Hà Nội. Cô nói, cái cô cười cười, cô nhìn anh ơi, anh Hà Nội nhớ mua tặng em nha, cúc họa mi. Anh nói, ủa cúc họa mi là cái gì em? Thì cô nói là cúc họa mi là một cái loại cúc mà mỗi lần mùa đông về thì những cô gái, những bà mẹ của Hà Nội hay đạp xe trên phố, ở sau là chở mấy cái giỏ cúc họa mi rất đẹp, trong mùa đông rất đẹp. Tự nhiên anh sực nhớ tới một câu chuyện ngày xưa anh có quen một cô gái Hồ Tây cách đây mười mấy năm. Cô cũng vậy, cô thích cúc họa mi. Và anh nhớ anh đã từng mua ra chợ Đồng Xuân mua một bó hoa cúc họa mi. Cũng với một cô gái đạp một chiếc xe đạp quấn khăn lạnh. Anh xúc động quá, anh mới phát thảo, anh viết và anh viết cái bài mới viết mang tên là Cúc Họa Mi. Xin tặng các em tôi trong một cái buổi gặp gỡ thế này.
anh xin tặng các em bài mới viết và tặng cho người anh Thanh Điền luôn, bài Cúc Cúc Hòa Mi. Chiều đông kiếm tay chiều đông tay chiều đông thập thế nhở. Tôi thăm Hà Nội một chiều đông, tìm cúc hoa mi mua tặng nàng. Loài hoa cúc trắng nàng yêu nhất, em nói là tình thầm lặng anh ơi. Tôi đến nhà nàng cạnh hồ Tây, nhân cúc hoa mi em nhoẻn cười. Ôi trao răng khến em duyên quá, trời đông sao ấm cả lòng tôi. Hồ Tây chiều đông nhờ hoa nói hồ tình tôi. Em bên tôi tóc dài như liễu rũ, mùi hương hoa hay là mùi hương tóc em. Tôi thì thầm cho anh gửi em chút nắng, nắng Sài Gòn sưởi ấm cúc hoa mi. 3 năm trở lại tôi tìm em, ngò vắng buồn tên em lấy chồng. Hoa ơi tôi đứng mình lặng lẽ, Hà Nội nhớ sao cúc hoa mi. Hồ Tây chiều đông nhờ hoa nói hồ tình tôi. Em bên tôi tóc dài như liễu rũ, mùi hương hoa hay là mùi hương tóc em. Tôi thì thầm cho anh gửi em chút nắng, nắng Sài Gòn sưởi ấm cúc hoa mi. 3 năm trở lại tôi tìm em, ngò vắng buồn tên em lấy chồng. Hoa ơi tôi đứng mình lặng lẽ, Hà Nội nhớ sao cúc hoa mi. Hoa ơi tôi đứng mình lặng lẽ, Hà Nội tôi nhớ sao cúc hoa mi. Trời, đẹp như thơ. Trời, ca từ giả mang. Bạn bạn đâu nói anh Văn ơi, cho em xin cái lời đi anh Văn ơi. Dạ, ca từ giả mang, giả mang cái lời, giả mang. Vậy giả mang đúng mấy bạn anh đứa nào cũng được xin bài hát này. Anh Văn xin đăng cho các em một cái lời anh Văn, đây là anh viết nỗi niềm của người Sài Gòn từ mình. Dạ. Đúng không? Đúng không? Đấy, mùi hương hay mùi tóc em. Hả? Thôi anh là người Sài Gòn mà anh gửi cho em chút nắng nha. Nắng Sài Gòn sưởi ấm cúc hoa mi. Món quà tặng cho Điền với anh em. Dạ. À, cảm ơn anh và anh Đình Văn hôm nay dành thời gian. Quá thời gian luôn. Dạ. Gì nữa. Dạ. Đúng không? Quá nhiều thời gian. Đó, anh nói nè, không phải Điền, nghe anh nói nè.
Tại sao hồi nãy giờ anh ngồi anh hát và anh tặng các em và anh vì sao? Là vì anh muốn nói một điều này. Khi anh mời, với em mời anh á, một điện thoại á, thì anh phải xứng đáng để em thấy đúng là em mời đúng người sẽ xứng đáng để làm gia đình này. Anh biểu diễn như vậy để cho em cảm thấy là đúng là người, tâm hồn của người anh tràn đầy âm nhạc là anh. Đúng không? Tại điều. Đúng như là điều mà em đã hy vọng vào anh Văn. Đấy, ôi sự nhực nhớ cho anh Đình Văn Bình mời để tặng khán giả, thì anh muốn làm một điều để các em thấy rằng người nhạc sĩ, ca sĩ là như vậy, từ con tim. Đấy, cảm ơn các em. Dạ, thôi hẹn gặp lại. Giờ về được chưa, đúng không? Giờ được chưa? Dạ được rồi. À, dạ. Rồi cho mấy đứa nhỏ nghe luôn đúng không? Dạ. Đấy, thương chú Văn để thấy là cảm ơn Điền. Ủa, anh Điền mà đánh lòng thì đánh cho Đình Văn hai bài hát luôn đúng không Điền? Dạ. Dạ, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong dấu ấn huyền thoại. Hứa hẹn. Dạ, hứa hẹn rất nhiều Sơn ơi. Đặc biệt. Mình... Ủa, mà Sơn là vẫn phong độ quá vậy hả? Cứ mỗi lần phong độ đúng không? Hồi nãy hát cái bài đó cho anh em thưởng thức. Để còn chưa Đình Văn không? Sơn nó từng là thương Đình Văn những cái bài ngày xưa. Trở lại với mình. Cái thời xưa. Hồi xưa là làm ở đài là chuyên môn gặp Đình Văn. Không có ngôn từ nào để diễn tả được cái cảm xúc của mình. Nhưng mà thật sự mình tin chắc rằng là rất nhiều quý khán giả, rất nhiều quý khán giả sẽ rất là yêu thích cái chương trình này. Đặc biệt là những người ở cái lứa tuổi mà tuổi thơ. Dạ. Dạ. Đi, chụp dạ. Anh luôn, em chụp anh ra với anh, bốn anh bốn đứa. Xong là anh chụp đi cho em. Cả. Dạ, dạ. Bốn này nè. Một, hai, ba, hai. Dạ, okay. Dạ, em với anh xin tắm, em xin anh tắm. Lúc nào ta? Đây á, tại sao? Đây. Rồi, em biết sao anh gửi dạo này đi, dạo này cái tâm hồn anh nó lai láng về âm nhạc dưới. Bữa nào cái dịp anh hát thêm bài anh mới viết, anh vừa rồi anh đi anh hát cho Hoài Nhơn cái chương trình nhận quân chương lao động hạng 3. Dạ. Có nghĩa là Hoài Nhơn nó làm một chương trình và anh hát một cái bài cho những người xa xứ. Dạ. Mấy bà mẹ, mấy bà chị ngồi rơi nước mắt luôn. Rồi cái tự nhiên cái buổi sau đi nhậu, tụi nó dẫn anh lên cái dòng Lại Giang. Dạ. Của Tâm Vang á. Hàng Dừa Xanh bên này là núi. Anh xúc động viết thêm một bài mà nó hay như cái bài Cúc Không Bây Giờ đấy. Dạ. Có điều hòa khoan luôn. Dạ. Ngầu hứng chồng là Giang bắt đầu tao Văn Thuận nó hát tặng. Dạ. Nhưng mà hôm chương trình anh phát một bài sáng tác của anh chứ. Ừ, đơn quá chứ đúng rồi. Dạ, dạ, dạ. Một đó như bài Gạt Liêu đó. Dạ, dạ, Bạc Liêu. Anh có hát cho học trò anh đúng không? Anh ơi, em có một cái gói quà chín món gia vị của em. Ủa, thương dạ, em sản xuất, dạ. Công ty anh hả? Dạ, của em làm. Dạ. Ủa, sao mày thương vừa làm truyền hình một lòng kinh doanh thương ha, đúng ha, giỏi giang thì thương. Dạ, thì tạm mới mấy đứa nha. Dạ, mới có tiền làm vốn quyền thoại. Rồi các em, anh Sơn tạm biệt. Sẽ gặp lại. Dạ, cảm ơn anh. Anh về ngày rồi anh gửi mấy bài rồi mấy đứa nghiên cứu. Dạ. Rồi có dạ. Bổ sung nhanh vào nha. Dạ. Tạm biệt nha. Rồi. Mày thấy trò gì vậy chưa? Đấy.